Mình xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình đi theo anh Dũng này đi đặt xà di cá bóng dừa nha cả nhà. Nãy anh đặt bên cái đường ở bên kia, cái đường xẻo này nè. Nó đi đặt mé bên kia là nước nó đang nhỉ lớn vô cả nhà. Giấc này nước cũng vô gần tới đây rồi. Thấy có màn nổi rồi nè. Đó, anh đây cái giỏ nè, cái giỏ này, cái giỏ anh đựng cá nha cả nhà. Chắc này chưa có con nào hết à, mới đặt cái dạo đầu tiên bên kia nè, không có con. Đó, anh đứng tuột bên đó đó, anh đi canh nước. Đặt cái xà di này là một chút xíu dở, một chút xíu dở à. Nước lên hơi ngập phân nửa cái xà di là dở à. Chứ không phải như mình đặt cái lọp, lọp cá bóng là mình để qua đêm. Còn cái xà di này mình đặt mình khỏi canh chút xíu, đặng mình dở mình về chỗ khác mình đặt nữa. Rồi nước ở đây mới có màn, đang còn đang chảy ra một chút. Rồi để một lát nữa anh đặt rồi, một hồi anh dở rồi em đợi anh quay coi có cá gì quay cho cái nhà mình xem nha. Hai giấc này anh đi luồn qua bên đó đó, anh đi dở đó. Cái nhà nó mình đặt theo nước vậy đó cả nhà. Nói cái này anh lội anh dài mấy cái đó đi đặt kiếm chỗ đặt tiếp. Nó đặt cái trong cái hộp lá đó, đó. Con cái trong đó, đó với con cái con đỏ đó, đó cả nhà. Rồi đèn cái nè, nó nằm dưới đó, đó cả nhà. Nãy anh dở cũng mấy cái này nè mà không có. Cái này anh dở anh về qua mé cái chỗ đó anh đặt tiếp. Ở chỗ đó có một cái phải không? Dạ. Hai cái cầm mới có không? Hai con. Hai con hả? Có không? Không, không có nữa quên. Lên mé đặt nó được. Ừ. Đường xẻo này hơi sâu. Cái đó móc nhẹ nhẹ tay á, ngồi mấy cái đường này nó có ấy á. Đằng trước này có một cái đó nè. Có không? Dạ. Có không? Còn ở ký. Còn con tay út. Rồi. Sáng quá hả? Rồi luôn. Thế cho mé gì nha. Ừ. Đây con cái đó nè. Đây. Đây con cái nữa. Đó, hai cái nữa hết rồi. Chục cái hả? Ba cái. Tức ba cái vừa thua lắm à. Không có luôn hả? Trời, không có luôn á. Ừ. Ở bên đó có gì chì gai đó, thấy chưa? Đó, giăng này đi qua bển dở hai cái bên kia. Được mấy con? Ba con. Ba con.
Bật mọi ốc ha. 4 con chứ ba, 5 con. Quá nhiều rồi. Bả nó vô hả? Đặt ngay chân cái chỗ ngã ba đó nè. Bây nước cái này mới có đứng nước à, khúc trong này à. Mà nước này hồi vô lẹ lắm à. Không có à. Uống gì hả? Gì mau nản vậy? Má giờ không có thì mặn dữ lắm. Nước chưa vô mấy kia mà. Rồi ngủ quá ha. Không đặt nước vậy mà không có nữa, không có vua rồi. Ừ, hai cái đó không có con nào cả nha. Đi dỡ mấy cái xích ở trước kìa có không? Dịch cũng đâu có quậy đâu ha. Dịch quậy không sao. Không có ra, nó hang nóc mà không ra luôn. Không. Đây con cái nó nè. Hy vọng cái này coi. Ủa con cá gì ở đây nó chạy bự quá rồi. Phải không? Ừ. Hy vọng cái này coi có không? Ủa hy vọng. Không em nào chứ hả? Không, cá ngon còn. Chứ ngộ quá rồi. Chỗ này có không? Chỗ này có cái nào không? Có con cá. Không có con nào đó. Ôi, có con cá hồng tông. Tại quá ơi. Trong pin. Thấy gì chứ đặt cái này cũng không có dễ ăn đâu cả nhà. Quá trời. Cực quá mà thấy vợ không có cái nào vậy. Ừ. Vợ nãy giờ là ở đây 5 cái, đẳng 2 cái, 3 cái gì nữa. Chục cái mà thấy không có con nào. Nước này vậy mà đặt không có cá ta. Không có con nào luôn á hả? Rồi. Chỗ này im im nè.
đâu này ơi. Nó vô cái đường mọi này chưa? Vỡ mấy cái luôn mày dắt này, cái đường con hai con nè. Có hai cái có hả? Ừ, ba con. Ba con. Trời ơi, đặt cái này thích con chết rồi. Đó. Trông hết rồi phải không? Không còn cá. Đó. Hai ba đợt mà nãy giờ có mấy con cá rồi cả nhà. Đó. Nãy giờ. Đặt mấy cái khu ở đây tệ quá tệ. Cái này anh chuyển cái khu khác rồi. Khu ngoài đó đó. Mày gặp lậu ngoài ngoài đó. Ừ, cái này bồn. Trời, không bỏ vô. Thấy nhóc luôn hả ông vậy? Im không? Được mấy con? Vậy cá lý rồi. Cái đường này thấy gì chứ im chú ơi. Ừ. Vậy là về xích trước rồi luôn. Nè, anh xách bọc theo đựng luôn. Cái vỏ bỏ ở đâu rồi không biết. Giờ không có ghía cái nản, anh không thèm cái vỏ luôn. Được cũng được nè. Gom gom ngồi cũng được cái bộ. Tụi bạn đã kia vô kia đặt ơi. Không có hả? À? Vậy không có. Chịt dở à. Cái này nãy ở đây không lẽ không còn con nào ở dưới sao? Không còn luôn ơi. Không có hả? À? Còn cái nào nữa không? Vậy là bên kia hết rồi hả? Điền vòng ra làm túi túi ha. Ăn rồi.
cũng được rồi nè, được đủ kho rồi. Ừ, thấy cũng bộn rồi chứ bộ. Đó, bữa nay đủ kho ăn rồi, khỏi mua đồ ăn. Kho được rồi, mua đồ ăn. Ừ, đưa cho mẹ nó đi. Đặt ra không? Còn cái gì? Không có gì chứ hả? Đâu? Thấy chỗ này có quằn quằn nè, không có đặt đây sao? Hai con hả? Ừ. Không, trời, có cũng được rồi. Không bóng chạy không? Bóng chạy hả? Ừ, không phiên hết chưa? Rồi. Hết luôn hả? Để mình lại mình quay thành quả cá cho cả nhà mình xem nha. Cái này đổ ra nè. Đổ hết luôn coi. Hả? Mấy kia rồi biết quá gì là đổ ra cho gà, mấy mọi cho gà luôn. Phải không? Ừ. Hết rồi. Nhiều, hơn nhiều đây cũng được chứ bộ, cái năng được nè. Sạch hơn nửa ký. Ừ. Cà phê tròn ở trong đó cũng mấy cái đó cũng có luôn á cả nhà. Ừ. Rồi chắc này anh cũng về luôn rồi, chắc này nghỉ đặt rồi, nước cũng rộng rồi đó cả nhà. Ừ. Không có hàng cà phê. Rồi xong rồi đó. Dắt ban đầu hồi nãy đặt tưởng đâu không có không à, hay ngày đó anh lũi vô mấy cái lùm ở bên kia đặt cũng có lay gai cũng được. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip luôn nha cả nhà. Xem clip mình thấy hay thì cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình đó nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.